Theo truyền thống gia đình Phật tử Việt Nam, thường niên gia đình Phật tử huyện Núi Thành đều tổ chức lễ hiệp kỳ, tưởng niệm gia trưởng, huynh trưởng và đoàn sinh quá cố qua các thời kỳ. Năm nay, lễ hiệp kỳ và tổng kết hoạt động gia đình Phật tử huyện năm 2023 được tổ chức tại Chùa Hòa Hương, xã Tam Xuân Hai, huyện Núi Thành. Buổi lễ được sự chứng minh của Đại Đức Thích Hạnh Thông, Ủy viên Ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam, trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện Núi Thành, Chư Tôn Đức Tăng Ni, Ban trị sự Phật giáo huyện, trụ trì các tự viện trên địa bàn huyện, cùng huynh trưởng gia đình Phật tử các cấp, quý thân nhân, đạo hữu và đoàn sinh gia đình Phật tử huyện tham dự. Trong báo cáo tổng kết hoạt động năm 2023, huynh trưởng Phạm Thị Quyên, Nguyễn Duyên, thư ký ban điều hành gia đình Phật tử huyện cho biết, toàn huyện Núi Thành hiện nay có 9 đơn vị gia đình Phật tử cơ sở đang sinh hoạt với 35 huynh trưởng và 280 đoàn sinh, ngành thanh 50, ngành thiếu 141, ngành đồng 49, trong năm vừa qua ngoài các hoạt động chuyên môn của gia đình phật tử gia đình phật tử huyện đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ của ban trị sự phật giáo huyện giao phó các hội trại hoạt động văn nghệ từ thiện tham gia các khóa tu được các đoàn sinh hưởng ứng tích cực xứng đáng là một lực lượng trẻ kế cận của phật giáo hoan hỉ với các hoạt động của gia đình phật tử huyện trong năm qua đại đức thích hạnh thông trưởng ban trị sự phật giáo huyện đã tán dương tinh thần tu học và phụng sự đạo pháp của quý huynh trưởng và đoàn sinh đại đức mong muốn trong thời gian đến gia đình phật tử huyện phát huy mạnh mẽ hơn nữa để hình ảnh phật giáo huyện nhà trở nên trẻ trung và sống động Dịp này, ban tổ chức đã trao 16 suất quà khuyến học, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho các đoàn sinh vừa khó trong học tập và cử hành lễ tưởng niệm cầu siêu cung tiến hương linh, nguyện hương linh chư vị gia trưởng, huynh trưởng, đoàn sinh, siêu thăng tịnh cảnh, gia hộ cho tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam ngày thêm hưng thịnh.